xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ các bạn một cái căn biệt thự nhà vườn mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Thành ở tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Sau khi anh Thành xem được rất nhiều video của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì anh đang có nhu cầu thiết kế xây dựng căn nhà mơ ước, nhưng mà trong cái dịp giai đoạn này thì cách ly xã hội, nên anh đặt đơn vị chúng tôi thiết kế online cho anh, và chúng tôi đã chat với nhau qua Zalo. Thì anh Thành có chia sẻ đất nhà anh rộng rồi, thì bây giờ nhờ đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ thiết kế cho anh một cái không gian nhà làm sao vừa để gara ô tô và không gian tất cả các cái thành viên trong gia đình vẫn sinh hoạt toàn bộ không gian bên trong nhà hết. Thì sau khi nắm bắt được cái thông tin nguyện vọng của anh Thành thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi đã lên được cái hồ sơ cho anh và gửi cho anh mặt bằng cùng với không gian 3D, thì anh quyết định chốt cái phương án 3D và chúng tôi đã lên hồ sơ toàn bộ chi tiết gửi anh qua Zalo để anh kịp thi công trong tháng 4 này. Thì bây giờ thì trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái hồ sơ của cái công trình nhà vườn này các bạn nhé. Thì để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào thì các bạn lên Google, chúng ta search từ khóa Phạm Văn Tuân và các bạn làm theo tôi. Thì sau khi các bạn vào được kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn ấn vào kích chuột vào cái nút đăng ký màu đỏ, sau đó các bạn rung chuông góc bên cạnh. Thì mỗi một lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo các bạn nhé. Thì chúng ta nhớ là ấn nút đăng ký này. Đấy, và rung chuông ở cái góc bên này. Đấy, thì chúng ta mới nhận được cái thông báo. Cách số 2 thì các bạn vào cái website đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã tổng hợp trên website 1001mẫunhadep.com. Ở website này thì các bạn tìm vào khu mục chúng ta kích vào mẫu nhà cấp 4 đẹp, chúng ta kích vào đây thì các bạn lăn chuột xuống thì đơn vị chúng tôi có hàng trăm mẫu nhà cấp 4 đẹp cho các bạn. Thì các bạn lựa chọn được cái mẫu nào, đây các bạn xem từ số 1 này đến cái số 15 này, có rất nhiều mẫu nhà, chúng ta lựa chọn mẫu nào thì các bạn hãy gọi điện chúng tôi theo số line 0386325566. Quay trở lại với không gian căn nhà vườn mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Thành ở tỉnh Phú Thọ. Vì với không gian ngôi nhà vườn này, mặt tiền là 18m, tính cả gara ô tô là 18m, chiều sâu nhà là 11,5m các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ lần lượt khám phá toàn cảnh không gian phía ngoài của công trình trước, sau đó chúng ta sẽ đến với không gian nội thất, không gian các phòng bên trong sau. Thì không gian mặt tiền 18m thì chúng tôi sẽ chia ra, thì một bên tôi sẽ đi lần lượt từ phải sang trái các bạn nhé. Thứ nhất là khu vực gara ô tô này. Gara ô tô sẽ thông với không gian phòng bếp, từ vào gara ô tô này thì các bạn sẽ đi được vào bên trong nhà. Tiếp theo gara ô tô, đây là khu vực thứ nhất là gara ô tô. Khu vực tiếp theo, khu vực này là cái không gian bếp của gia đình, thì các bạn có thể bước 5 bậc chúng ta sẽ vào khu vực cửa bếp, và đây không gian cửa sổ lấy ánh sáng toàn bộ khu phòng bếp với phòng ăn. Tiếp theo khu bếp với phòng ăn thì chúng ta sẽ đến khu vực này là khu vực phòng khách và mấy khu vực phòng thờ của gia đình. Sau không gian bếp này sẽ là một phòng ngủ, và đây là phòng khách, thì sau ở tiếp theo phòng khách là đến phòng thờ các bạn nhé. Còn khu vực thứ tư là cái khu vực cửa sổ này, thì khu vực này là khu vực phòng ngủ master. Thì khu vực này có hai phòng ngủ này đều có phòng vệ sinh khép kín bên trong thì các bạn nhé. Đấy là về vấn đề chia khu vực thì chúng tôi sẽ chia ra làm 4 cái phần như vậy để các bạn nhìn từ phải sang trái. Thứ nhất là gara ô tô, thứ hai là phòng bếp và một phòng ngủ, tiếp theo là phòng khách và phòng thờ, thứ hai là hai phòng ngủ. Chúng ta sẽ nhìn với cái không gian mặt tiền của khu vực gara ô tô thì chúng tôi sử dụng bằng ốp đá inox. Cái đá inox này thì theo cái giá hiện tại của năm 2019 là 500-600.000 một mét vuông. Đặc điểm của đá này rất là đẹp và nó rất là mịn các bạn nhé. Trên cái khu gara ô tô này sử dụng cửa cuốn, khi chúng ta về thì sẽ ấn nút cửa cuốn, nó tự động chạy xuống hết xuống dưới. Tiếp theo thì đến 5 bậc chúng ta vào khu vực phòng bếp với phòng ăn của gia đình. Tiếp theo 5 bậc này thì các bạn sẽ vào khu vực phòng khách, và ở đây khu vực phòng ngủ master của anh Thành thì cũng sử dụng đá inox và có hai cái đèn hắt để chiếu sáng vào buổi tối các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến cái bản vẽ về ban đêm. Không gian ban đêm thì các bạn nhìn các cái vị trí ánh đèn hắt thì nó sẽ chiếu sáng lên để chúng ta tôn lên cái vẻ đẹp của công trình của nhà anh. Nếu mà thật là thiếu sót nhưng mà chúng ta không nói đến một cái điểm nhấn đặc biệt quan trọng của không gian trước mặt tiền là một cái chiếc mái nhỏ phía trên này. Đấy, không gian mái nhỏ này tạo ra một điểm nhấn không gian nhà. Để không gian mái này được xây từ dưới xây lên, và chúng ta tôi đây có thiết kế không gian kính
đấy, không gian kính và được sơn trắng đấy các bạn, đấy cái mái rất là đặc biệt. Đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống không gian của công trình nhà anh. Nhà anh thì đơn vị chúng tôi đã thiết kế cái phần mái phía trên cho các bạn quan sát. Với cái phần mái này thì thợ làm thi công gia đình nhà anh Thành ấy, giao nhau giữa các mái như nào chúng ta rất là quan sát rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ ngắm 3D tí nữa, tôi sẽ phân tích cái phần nội thất bên trong này nhé. Chúng ta ngắm lại một lượt nữa đi. Đó, không gian mặt tiền 3D của công trình. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ các bạn cái không gian khu vực gara ô tô. Thì cái phần gara ô tô từ cổng các bạn nhìn vào ấy, thì tại vị trí gara ô tô này thì chúng ta sẽ làm độ nhám để xe bám lên. Nhưng đặc điểm thứ hai là khi các bạn thi công cái phần gara ô tô này thì từ cổng vào đến phần bên trong gara ô tô thì chúng ta phải làm thép. Chúng ta dùng thép phi 10 Dana 200 các bạn nhé. Thì để khi chúng ta đi lại, ô tô đi lại rất nhiều, nó nặng thì cái gạch này nó sẽ không chịu được, nó sẽ bị vỡ gạch và nún cái phần sân. Đấy thì chúng ta sẽ để tránh hiện tượng đó thì các bạn sẽ giải phần thép thép phi 10 A200, sau đó chúng ta sẽ đổ bê tông, sau đó lát gạch sau thì xe chúng ta đi lại hàng ngày ấy, nó sẽ không bị nứt, bị vỡ viên gạch ở hai bánh xe chúng ta đi qua, suốt ngày đi qua vì cái nặng ô tô nặng mà người ngồi lên rất là nặng. Nhiều gia đình chúng ta không làm động tác này, đi khoảng tầm một thời gian khoảng hơn năm thì tất cả cái viên gạch đi vỡ hết thì chúng ta phải bóc ra, chúng ta thay lại. Mà khi chúng ta bóc ra thay thì tìm được cái gạch như màu như vậy thì rất là ít. Nếu mà gia đình nào cẩn thận, chúng ta để lại khoảng tầm 3-4 thùng gạch, nó rơi khoảng tầm 3-4 mét vuông ấy, thì chúng ta mới lát được hết từ sân đến gara bên trong. Đấy, cái việc này chúng ta tránh trường hợp đó thì các bạn sẽ xử lý trước. Chúng ta phải đổ bê tông cốt thép vào khu vực gara ô tô này. Đấy là cái chú ý cho các bạn thì khi chúng ta thi công đối với những cái nhà có ô tô chúng ta đi lại. Rồi chúng ta sẽ đến với không gian bên trong. Thì với không gian bên trong thì tôi sẽ chia sẻ với bạn thông số kích thước cụ thể. Thì từ vị trí này, từ đây đến đây là 18m các bạn nhé. Không gian là 18m. Thì tôi đánh số đây cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn có khổ đất như này 18m. Đấy, chiều dài nhà mặt tiền là 18m. Còn cái chiều sâu nhà từ đây đến đây là 11,5m các bạn nhé. 11,5m. 11,5m. À, tôi ghi các thông số ở đây để các bạn nếu mà xem cái diện tích nhà mình nhưng mà phù hợp thì chúng ta sẽ áp dụng cái mẫu này được. Đấy, thứ nhất thì các bạn vừa rồi tôi đã phân tích cho các bạn, chúng ta đi từ phía gara ô tô vào nhé. Thì các bạn gara ô tô đây, chúng ta đi lối gara ô tô vào đây. Thì thông thường nhà gia đình chúng ta thì đứng đi gara ô tô vào đây. Thì vào gara ô tô này thì các bạn sẽ đi vào đây thì chúng ta sẽ đi được vào trong nhà. Và vụ gara ô tô này thì có một phòng tắm và phòng vệ sinh chung để sử dụng. Và có vị trí đặt máy giặt, sau này chúng ta giặt giũ phơi phóng quần áo mang hết vào ra phía ngoài này, hoặc khu vực sân ướt phía ngoài này. Đấy, sau đó chúng ta mang vào đây, các bạn sẽ đến khu vực phòng bếp mấy phòng ăn. Đấy, chúng ta sân ướt phía ngoài này, sơ chế gà cá ngoài này, sau đó chúng ta mang đây chúng ta nấu nướng, sau đó thì các bạn đặt ra khu vực bàn ăn. Tiếp theo bàn ăn này thì chúng ta sẽ đến khu vực phòng khách của gia đình. Phòng khách và khu vực bàn ăn này đều có cửa đi riêng. Chúng ta đi đằng trước đến đây thì các bạn vào không gian bếp này, đi đằng trước đây thì vào không gian phòng khách này. Đấy, thì không gian cả khu vực phòng khách với phòng ăn này diện tích là 55m², rất là rộng luôn các bạn nhé. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này ở cách khu vực phòng ăn thì có diện tích là 20m², phòng này rất là rộng rãi thoáng các bạn nhé. Tiếp theo phòng ngủ này thì chúng ta đến vị trí phòng khách và không gian kết nối với không gian phòng thờ. Đấy, thì phòng thờ có diện tích là 14,8m², gần 15m², không gian rất là rộng. Đấy, không gian của phòng thờ. Tiếp theo phòng thờ thì chúng ta đi lối hành lang này. Các bạn đi vào đây hành lang này thì chúng ta sẽ đến vào hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này là phòng ngủ master. Thì cái phòng ngủ của anh Thành ở đây, đấy, của vợ chồng anh thì ở phía ngoài này có thể view ra phía trước không gian nhà. Phòng này có diện tích cả khu vực phòng vệ sinh khép kín bên trong nữa là 20m². Còn cái phòng này thì cũng có phòng vệ sinh khép kín bên trong nhưng có diện tích nhỏ hơn là 19m² các bạn nhé. Thì chúng ta có cái hành lang này, có cửa sổ lấy ánh sáng. Thì toàn bộ cái không gian nhà như này các bạn nhìn vào nó rất là thoáng. Rất là thoáng không gian nhà. Với cái không gian mặt bằng
mặt tiền là 18m, chiều sâu là 11,5m. Thì gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách kết hợp với phòng thờ và không gian phòng bếp, nghĩa là 3 phòng này sẽ mở với nhau, phòng thờ, phòng khách, phòng bếp sẽ là các không gian thông thoáng với nhau, và đó chia đến các vị trí phòng ngủ sau. Thì đây là toàn bộ cái nội thất bên trong của không gian công trình nhà anh Thành, do đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh. Thì cũng qua video này, chân thành cảm ơn gia đình anh đã tin tưởng và ủng hộ đội ngũ kiến trúc sư của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nữa trong cuộc sống. Thì bây giờ các bạn quay trở lại kênh YouTube Phạm Văn Tuân, thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho những bạn mà đang chuẩn bị xây dựng căn nhà mơ ước, cần tìm đến một những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, thì các bạn hãy tìm đến 3 yếu tố. Yếu tố số 1 thì các bạn hãy lựa chọn một đơn vị có đội ngũ anh em kiến trúc sư. Ở đây thì chúng tôi công ty thiết kế nhà đẹp Green có anh em kiến trúc sư, trên 30 anh em kiến trúc sư. Đây là các kiến trúc sư đi khảo sát hiện trạng đất trong giai đoạn cách ly xã hội này. Thì chúng tôi chủ yếu là làm việc online. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm công trình nhà anh Thành ở Phú Thọ này, chúng tôi cũng làm việc online qua Zalo với anh. Thì ở đây cũng có kiến trúc sư trẻ ở nhà đã lên phương án mặt bằng 3D, kiến trúc, kết cấu, điện nước, dự toán, nội thất, công trình. Và ngoài ra thì các bạn tìm xem về cái sự mẫu mã của công trình, thì các bạn xem ví dụ với không gian của căn nhà vườn như này thì các bạn nhìn rất là mẫu, nhiều mẫu mã. Đơn vị chúng tôi thiết kế từ nhà 5 gian truyền thống đến các cái căn nhà, thì các bạn nhìn cái phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau. Thì các bạn nhìn đơn vị có nhiều sự đa dạng về mẫu mã hồ sơ, như thế thì chúng ta sẽ lựa chọn. Đấy là yếu tố số 2. Yếu tố số 3 thì các bạn hãy lựa chọn đơn vị mà có cái khả năng chia sẻ về thực chiến, nghĩa là có khả năng phát trực tiếp này, chia sẻ một cách minh bạch về cái quá trình làm việc về nhà cửa, tư vấn thiết kế mà chia sẻ trực tiếp, nghĩa là có thể cho các bạn tham gia một phần công việc. Ví dụ như chúng tôi phát trực tiếp hôm ngày mùng 9 tháng 4 đây, bàn giao hồ sơ bản vẽ cho nhà anh Lê ở Nghệ An này. Đấy, Quỳnh Lưu Nghệ An, thì chúng tôi cũng phát trực tiếp những video phát trực tiếp này chúng tôi phát rất là thời gian ngắn thôi. Đấy, hay là những video phát về quá trình chia sẻ những cái bí quyết thi công các cái công trình nhà vườn, chúng tôi cũng phát hôm 9 tháng 4 đây. Đấy, đổ bê tông móng là nghiệm thu như thế nào, thì chúng tôi cũng chia sẻ những cái bí quyết để cho các bạn lựa chọn được những cái đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp như vậy. Nếu lần đầu tiên các bạn là người đầu tiên theo dõi được cái video này thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhé, nếu là người mới. Đấy, còn tất cả những bạn cũ thì chúng ta có thể tham khảo những ý tưởng thiết kế những căn nhà mơ ước, để chúc các bạn tìm được ý tưởng cho riêng mình. Qua video này chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo, chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ video này đến những người đang cần để chuẩn bị xây dựng ngôi nhà mơ ước nhé. Rồi, những bạn mới thì nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhé.